Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video giới thiệu về công ty holding DT Socialize. Điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập là chúng tôi lấy những thông tin này từ đâu? Các thông tin này được cung cấp bởi Anthony Margo, một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp hay còn được biết đến là một trader chuyên nghiệp cho một trong những quỹ đầu tư lớn nhất toàn cầu. Anh ấy cũng là người đồng sáng lập một quỹ đầu tư. Và anh ấy đồng thời là một chuyên gia về tài chính, blockchain và fintech. Như vậy, những thông tin này không phải đến từ một kênh cá nhân mà là từ một kênh tổ chức. Anh ấy đã đồng hành cùng dự án từ hơn 4 năm trước và do đó anh ấy đã gặp giám đốc điều hành của công ty holding Daniel Marinelli tại một hội trợ nhà đầu tư ở Ý. Sau cuộc họp này, Anthony Mergo đã tham gia với vị trí quan trọng hơn trong dự án. Vậy là Daniel Marinelli là giám đốc điều hành của công ty holding DT Socialize. Ông là một trong những người đầu tiên ở Ý mua Bitcoin với số lượng lớn và công khai, đồng thời cũng là một trong những người đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain. Daniel Marinelli là đối tác thân thiết của Wallex. Tổ chức đã giành được gói thầu về kỹ thuật số hóa đồng euro của Ủy ban châu Âu. Ông đã thành lập DT Socialize. Sau đó, công ty holding DT Socialize có 4 công ty con chính. DT Circle có 5 nhiệm vụ chính. Bảo mật thông tin, nắm lại quyền kiểm soát thông tin cá nhân, ẩn danh, tự do ngôn luận nền tảng Nobel, nền kinh tế chia sẻ trên Big Data. Trong DT Chico, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều dịch vụ và sản phẩm, trong đó đặc biệt có 3 sản phẩm chính. Sản phẩm thứ nhất là mạng xã hội thực tế tăng cường. Mạng xã hội thế hệ mới nhất này mang tính dân chủ đồng thời tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Sản phẩm thứ hai, Blockchain Phone, là một chiếc két an toàn kỹ thuật số thực sự tương thích với hệ điều hành của bạn tất cả nội dung trên thiết bị này đều được mã hóa và do đó bảo vệ tất cả dữ liệu cũng tức là cho phép mức độ bảo mật và ẩn danh cao đây là một thiết bị với hiệu suất rất cao một trong những điểm cộng khác của blockchain phone này đó là nó không có bất kỳ sự lỗi thời nào được lập trình nó cũng cho phép bạn kiếm tiền thông qua quản lý dữ liệu chính bạn là người quản lý những gì thuộc dữ liệu cá nhân mà bạn cho phép và bạn được trả tiền khi bán lại những thứ này, không giống như việc sử dụng smartphone truyền thống. Và sản phẩm thứ ba chính là máy nhắn tin tức thì, tương tự WhatsApp, nhưng có sự khác biệt nổi bật. Đó là để trao đổi trên đó, bạn trao đổi một khóa bảo mật với người nhận để trò chuyện. Ngoài việc mã hóa tất cả các trao đổi của bạn, không cần email hoặc dữ liệu cá nhân để đăng ký và sử dụng. Hệ sinh thái DT Circle cũng bao gồm rất nhiều sản phẩm và dịch vụ. Ứng dụng Ubuy App để trao đổi mua sắm với người bán. Nova VPN, một trình duyệt web, một tiện ích mở rộng trình duyệt và một dịch vụ đám mây. Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm và dịch vụ khác, chẳng hạn như hộp Internet trên blockchain, máy vi tính trên blockchain. Bây giờ chúng ta hãy nói đến token hóa. Công ty con DT Circle đã được chia thành 100 triệu token bảo mật. Và việc mua lại chúng đảm bảo cho bạn tính hợp pháp để sở hữu một phần của cơ sở hạ tầng DT Circle. Đây là token bảo mật đầu tiên có quyền truy cập vào một tổ chức ngân hàng thực sự. Và giá trị của token này sẽ luôn bằng với giá trị tích lũy của tất cả các công ty và công nghệ thuộc sở hữu của DT Suco. Định giá nội tại này là sự khác biệt lớn giữa token bảo mật và token tiện ích được liệt kê trên các sàn giao dịch đại chúng, chẳng hạn như Coinbase, Kraken, v.v. Liên quan đến việc gây quỹ và phân phối 100 triệu token, 40% dành cho công ty holding và đối tác đầu tư, 25% dành cho các chuyên gia và tổ chức, 30% dành cho cá nhân và bán lẻ và cuối cùng 5% dành cho quỹ dự trữ. Cụ thể hơn, các chuyên gia và tổ chức đại diện cho hơn 1 tỷ euro và các cá nhân bán lẻ trên 70 triệu euro với một cộng đồng hơn 110.000 thành viên. Làm thế nào để tham gia với chúng tôi? và trở thành một trong những người tiên phong có được các công nghệ fintech của chúng tôi rất đơn giản. Điều đầu tiên bạn cần làm là mua một YuCard để quy đổi ra các đơn vị tín dụng cho bạn. Và chính với những đơn vị tín dụng này, bạn sẽ có thể mua các sản phẩm và dịch vụ. Hai ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên, một U-Card ở mức 100 euro tương đương 100 đơn vị tín dụng, tương ứng với việc mua 11 token. Ví dụ thứ hai, với các YuCard tiếp theo, bạn sẽ có thêm phần thưởng UCAP 1.500 euro mang lại cho bạn 10% tiền thưởng, như vậy tổng cộng bạn sẽ có 1.650 euro. Trong ví dụ trên, điều này cho phép bạn cung cấp cho mình một blockchain phone có giá trị trước bán là 1.190 euro cộng 54 token. Tương tự như vậy với các UCAP khác. Bắt đầu từ các UCAP 3.000 euro, bạn luôn có tiền thưởng, mức tỷ lệ 15%, vậy tổng cộng bạn nhận được là 3.450 euro kèm một điểm đặc biệt lớn. Đó là miễn phí một tài khoản ngân hàng DT Circle Custody cool tiêu chuẩn, cộng một thẻ ngân hàng với hạn mức 2.500 euro. Với UCAC mức 6.000 euro và 12.000 euro, bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng thú vị hơn nữa và tài khoản ngân hàng DT Circle Custody cool chuyển sang hạng Gold, đồng thời hạn mức thẻ ngân hàng cũng tăng lên 10.000 euro. Về các tài khoản ngân hàng được cung cấp, chúng là các Trust Account, Trust Account hoạt động giống như tài khoản truyền thống, với điểm khác biệt là danh tính của bạn không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong các giao dịch. Chỉ có tên ngân hàng xuất hiện. Tính ẩn danh có hiệu lực ở mọi nơi trên thế giới. Không có bất kỳ rủi ro nào về mất vốn. Các chính phủ không thể trích trên tài khoản này. Một thông tin quan trọng đó là thông thường cần một khoản 25.000 euro để thiết lập một Trust Account cùng 2.000 euro mỗi tháng để duy trì hoạt động. Các thẻ ngân hàng được liên kết với Trust Account hoạt động giống như thẻ trả trước với hạn mức phụ thuộc vào hạng chuẩn và vàng. Tiếp theo hãy nói về công ty con Ushare. Ushare là công ty giữ quyền phân phối độc quyền các token, sản phẩm và dịch vụ cho các cá nhân. Giám đốc của Ushare là Claudio Daloca. Chính ông là người đứng sau việc phân phối các sản phẩm và dịch vụ này cho các cá nhân cũng nhờ ông mà chúng ta có thể phân phối các sản phẩm và dịch vụ này trong một mạng lưới. Daniel Marinelli, giám đốc điều hành của công ty Holding, chấp nhận điều này với hai điều kiện. Đầu tiên là Ushare được đăng ký ở Ý, và thứ hai là được đăng ký với Avedisco, tổ chức của Ý, tương đương với liên đoàn bán hàng trực tiếp của Pháp, theo quy chuẩn 173 năm 2005. Đây là quy chuẩn nghiêm ngặt nhất trong hệ thống chống Ponzi. Cuối cùng, chúng tôi có ngân hàng của riêng mình. DTS Circle Bank. Nó được thành lập hợp pháp tại Connecticut, Hoa Kỳ theo quy định của SEC với trụ sở chính ở châu Âu tại London. Mục tiêu của ngân hàng này là hợp nhất thế giới ngân hàng truyền thống và thế giới tiền điện tử để cung cấp các dịch vụ một cách đạo đức hơn và công bằng hơn trên phạm vi toàn cầu. DTS Circle Bank là ngân hàng quốc tế hàng đầu và cũng là ngân hàng đầu tư nó cũng giữ vai trò phụ trách token hóa các công ty, hiệp hội, vân vân. Nó cũng cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và là crypto friendly. Phần trình bày này đến đây là kết thúc. Chúng tôi mời bạn liên hệ rõ hơn với người đã gửi cho bạn video này.